Eric ra MV về tình yêu không bền của người nổi tiếng Em Không Sai Chúng Ta Sai. Trong MV Em Không Sai Chúng Ta Sai, Hoa hậu Tiểu Vy vào vai bạn gái Eric. Cả hai phải giấu kín tình yêu vì sợ dư luận. Tối ngày 6 tháng 5, Eric ra mắt MV mới Em Không Sai Chúng Ta Sai, ca khúc ballad do nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện sáng tác. MV do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện. Đây cũng là lần đầu tiên Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy đóng chính trong một MV. Em Không Sai Chúng Ta Sai có giai điệu cuốn hút, dễ nghe, thể hiện thế mạnh của giọng hát Eric. Bài hát kể về nỗi hối hận, dai dứt của một chàng trai khi không thể giữ tình yêu, người yêu bên mình. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong, nỡ làm người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không? Điệp khúc bài hát khá bắt tai và được dự báo sẽ trở thành xu hướng trong thời gian tới. Khi làm thành MV, ekip gắn những nỗi niềm này vào chuyện tình của một ca sĩ nổi tiếng. Eric vào vai nam ca sĩ được hâm mộ. Anh có mối tình giấu kín với cô gái do Tiểu Vy đóng. Nhưng ca sĩ đi đến đâu cũng có người nhận ra nên cuộc sống của họ khá ngột ngạt. Cô gái nhiều lần tủi thân vì bạn trai không quan tâm. Đi hát về muộn, ca sĩ mãi nghe điện thoại của người quản lý rồi ngủ quên mà không biết người yêu chăm sóc mình. Khi cả hai đi dạo, người hâm mộ vây quanh, anh bỏ rơi bạn gái để chạy trốn khiến cô hụt hẫng. Đỉnh điểm khi cả hai đi ăn tối lại gặp người quen, anh cũng yêu cầu bạn gái lánh mặt khiến cô đau khổ. Vì những tổn thương khó hàn gắn, cô gái đã tìm sự an ủi ở một chàng trai khác, cũng là một bạn học cũ. Đoạn kết MV là khi Eric thấy trống rỗng, cô đơn giữa hào quang và danh tiếng. Những tình tiết MV đưa ra khá chân thật với cuộc sống của người nổi tiếng, nhất là với những ai không công khai người yêu. Trong giới giải trí Việt, có không ít nghệ sĩ chọn yêu kín tiếng, khi đi hẹn hò cũng phải che giấu để không bị công chúng chú ý. Lần đầu đóng MV, Hoa hậu Tiểu Vy gây ấn tượng vì nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất tròn vai. Hoa hậu 20 tuổi được khen trong các cảnh khóc, thể hiện cảm xúc buồn bã, tổn thương khi người yêu không thừa nhận mình trước công chúng và người quen. Hòa Minh Di và Đức Phúc, hai ca sĩ thân thiết với Eric, cũng khiến công chúng thích thú khi vào vai đôi bạn trong bữa ăn tối. Với 2,6 triệu lượt nghe tính đến trưa 7 tháng 5 và đứng thứ tư top thịnh hành, MV Em Không Sai Chúng Ta Sai có thể trở thành hit mới của Eric sau hai sản phẩm thành công là Chạm Vào Nảy Đáy Nỗi Đau và Có Tất Cả Nhưng Thiếu Em. Và đây là lời bài hát của Em Không Sai Chúng Ta Sai. Không thể tin vào giây phút ấy, không ngờ đến ngày ta chia tay. Xin lỗi anh không giữ lời hứa, không một ai được phép tổn thương lên người con gái ấy. Nhưng dù sao, điều anh muốn biết, khoảng cách nào mà ta tạo ra dấu chấm hết, phải nhận đau một lần mới thấu. Nếu đã là của nhau, không giữ chặt tay sẽ vụt mất về sau. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong, nỡ làm người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế, anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp dài ngày. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi, cứ gói nỗi buồn lại để anh mang. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ lời bài hát của Em Không Sai Chúng Ta Sai, cũng như là sản phẩm do ai sáng tác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ nhấn like và ủng hộ kênh của mình nha. Xin chúc các bạn luôn vui vẻ và sẽ đón tiếp những video sau của mình nhé.